Ngidam bakso Indonesia, di mana ya kira-kira dapetinnya? Halo Filet Lovers, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa tetap tersenyum dan jaga kesehatan. Guys, kali ini ada Dad Villa yang lagi bercerita, katanya istrinya ngidam bakso Indonesia. Bakso khas Indonesia. Aduh, di Vietnam kayaknya nggak mudah nemuinnya ya guys ya. Gimana ya caranya? Mau bikin? Beli? Beli di mana ya? Atau gimana guys? Bawa matum ke Vietnam, suruh bawa bakso. Ya ampun Pi, ini baru bakso ya. Nanti apa lagi ya guys ya? Mau nggak biar không? Vợ em nay bảo là chồng ơi. Ngày mai chồng làm việc rồi thì không nói là vợ thích đi khắp gầu đâu mà bảo là con thích bố đi gấp gấu xem mẹ con đấy. Xong này con bảo là kiểu em bé kiểu thèm ấy, em bé thèm hay còn kiểu chạy dại đấy, kiểu thèm ấy, hiểu không? Kiểu đấy. Xong bây giờ vợ em lại thèm bakso thì làm nào nhỉ? Hả mọi người? Thèm bakso Indonesia thì giờ em lấy ở đâu? Có thể kiếm cho em cái món nào nó dễ hơn được không? Và bây giờ bay sang Indo để mua bakso. Bay đi mất ngày, bay về mất ngày. Mua được túi bakso về, nó hỏng bố nó mất. Có quán Indo ở Hà Nội à? Có ai có cho em địa chỉ được không? Nhưng mà có bakso không? Ai cho em địa chỉ được không? Nah, gimana guys? Siapa nih yang tahu di restoran Batavia ya, kalau nggak salah waktu itu Mas Adi pernah ke sana juga, yang ada di Hanoi. Di sana apakah ada yang jual bakso atau tidak? Kalau pergi ke Indonesia cuma mau beli bakso sebungkus ya. Katanya Dad Villa butuh perjalanan satu hari untuk ke sana dan satu hari untuk pulang lagi ke Vietnam. Dan itu tandanya keburu basi ya, baksonya juga keburu gak enak. Thấy Phong ở đâu? Chồng ơi, vợ thích chồng bục sinh hay bong chồng. Em bé có nói bục sinh hay bong mất. À đù, cái gì đấy? Ở đây, thích à. Giật nó cái nó ngất mất. À. Nha chồng. Đúng, có bục sinh hay bong mất. Chồng đi đó nha. Dạ, chồng cần đó nha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.